chúc mừng Lý Cương nghe, hai con rồi đó. Lý Cương đó. Lưu lại mới lái được hình đó. Vô sáng người á. Đại nhất, nhất tương, nhất kiên cương. Lần đầu tiên em làm gì ấy? Bắt đồ. Là một cần câu của Sóc Huy Ngọc. Đáng chỉ bắt được anh Ngọc này, anh Ngọc này với anh nha. Xin mời anh Sa. Rồi, lần đầu thầy làm gì ấy? Lại tay mới.